Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Chiếc lá hình giọt lệ của quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Suốt thời niên thiếu, tôi nghiện hương vị Tết phả ra từ căn bếp chị Thời. Hương vị ấy ăn sâu bám mãi trong lòng tôi, dai dẳng, da diết mỗi độ xuân về. Sau tiết đại hàn, khi mưa chỉ còn lất phất, lâm thâm và rét đã đầm đi, dịu lại, cây mai vàng trảy lá sớm của chú Tâm lác đác vài nụ chúng chím, chị Thời bắt tay chuẩn bị Tết. Từ bên ni hàng rào chè tàu ngăn hai nhà, tôi thấy chị tất bật đi về với những giỏ sách nặng trĩu. Mẹ nhìn qua lẩm bẩm, cái con giỏi thiệt, tao mà là thằng Tâm. Mẹ bỏ lửng câu nói, nhìn chú Tâm đang ngồi thẫn thờ ngắm nắng, lắc đầu. Mai nắng to không anh Tâm? Chị Thời nhìn chú Tâm, hỏi qua rào. Chú Tâm nhìn trời ngâm nga. Trời mưa thì mặc trời mưa, tôi phơi dưa món, trời chừa tôi ra. Chị tủm tỉm cười, bắt tay làm dưa món. Nhìn chị tỉ mỉ tỉa dưa mà không nỡ ăn, ngọn lá, cây thông, cành đào, trái lựu bằng đu đủ đẹp như ngọc. Những con thú bằng cà rốt, su hào xinh như đồ chơi. Có một năm chú Tâm dự báo thời tiết không đúng, chị phơi dưa vào ngày không được nắng, dưa thiêu chị yếu xìu, còn chú Tâm quạt lửa than cho chị ngồi hong đến nửa đêm. Cái thẩu dưa món không trắng ấy chị gọi là dưa nắng ốm. Cái Tết đến với tôi không chỉ ba ngày, nó dài ra theo những ngày làm mứt và ăn mứt nếm của chị. Đi học về là tôi chạy bổ sang nhà chị, bao giờ cũng thấy chị ngồi trong bếp gọt me, gọt cúc, gọt gừng, rim mứt, tóc rối ren, người sực nước mùi mứt ngào ngạt. Học xong, tôi lại qua ngồi canh mứt với chị, đợi chị cho ăn mứt vét. Đối với tôi, không có thứ mứt nào trên đời ngon lạ lùng như thế. Tinh túy cả thau mứt dường như lắng lại trong những vụn đường, vụn mứt dưới đáy thau, vụn dừa béo ngậy, vụn gừng nồng nàn, vụn khoai bùi đậm mê người, vụn sen ngon đến bối rối. Có khi đợi không nổi, tôi ngủ gục trên vai chị. Cả trong giấc ngủ, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, thơm tho không bờ bến, vây bọc lấy mình trong đêm cuối đông. Chú Út Tâm của tôi mắc bệnh thất tình từ khi chị Hà, người yêu chú, đột ngột đi lấy chồng. Chú hay lẩm bẩm đọc thơ hoặc ngồi im như bụt. Nhưng chớ dại chọc chú nói, chú sẽ tuôn ra như nước chảy miên man, câu chuyện tình đầy ắp ký ức của chú, đếm lần thứ 1001. Chỉ có một người lắng nghe lần thứ 1001 chuyện tình của chú mà không trêu chọc, đó là chị Thời. Nhà chị Thời có ba cô con gái, chị là con đầu, không đẹp nhưng lại có mái tóc còn đẹp hơn cả tóc người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Tôi thích nhìn chị mặc áo lụa, túm hờ hai lọn tóc mái bằng chiếc nơ nhung đen đằng sau. Nghe nói hồi đi học, có nhiều người chết đuối trên suối tóc của chị, nhưng không hiểu sao chị vẫn chưa có chồng. Mái tóc ấy luôn gội bằng bồ kết, hong khô bằng gió trời, ngang ngát mùi hương bưởi, hương nhu, ống ả mềm mại, dịu dịu bay bay đến say lòng. Tôi hay nhìn chị hong tóc qua bờ rào, cả chú Tâm cũng nhìn, nhưng khi tôi hỏi chú có đẹp không thì chú lại lạc đề về một mái tóc khác. Rồi không hiểu vì cớ gì, chị cắt phăng mái tóc dài đẹp nhất xứ Huế. Tôi tiếc ngẩn ngơ, nhặt chiếc nơ nhung đen chị quẳng ép vào cuốn từ điển. Chẳng biết để làm gì. Tết năm ấy tôi không còn được ngủ gục trên mái tóc dài ngang ngát hương mứt của chị nữa. Năm ấy vụn mứt đượm mùi khét đắng.
Mẹ rủ chị Thời lên chùa Linh Mụ cúng giải lời thề cho chú Tâm, vì bệnh chú mỗi ngày một nặng. Chú cứ lang thang dọc đường Lê Lợi để đón chị Hà tan trường, dù chị Hà đã theo chồng tận đẩu đâu. Những cặp tình nhân ở Huế không mấy ai chọn chùa Linh Mụ làm chứng cho sự thề nguyện, vì sợ nữ thần áo đỏ của chùa nổi cơn ghen, giáng xuống bất hạnh. Thế mà chú và chị Hà lên chùa học thi, dại dột thề nguyện chi nơi đó. Rồi không phải nữ thần giải lời thề, mà chính chị Hà về lôi chú ra khỏi cơn mê hoang tưởng về một mối tình vĩnh cửu. Tôi không nhận ra chị vì chị như một quý bà, béo ra, đầy trang sức và son phấn. Chị thương hại nhìn chú Tâm gầy gò, sơ xác, lẩm bẩm đọc những câu thơ dành cho chị và chợt rùng mình vì không gắn kết số phận với một người như thế. Chú Tâm dường như tỉnh lại bởi cái rùng mình của người chú đã yêu điên dại cả tuổi thanh xuân. Chiều hôm ấy, những bài thơ tình chép bằng mực tím lả tả thả bay trong gió. Tôi tiếc chạy theo lượm, đem cho chị Thời. Chị ngồi đọc, chậm rãi như uống từng giọt trong bóng hoàng hôn. Hai cô em song sinh của chị Thời, thua chị 10 tuổi, học cùng lớp với tôi, hoàn toàn trái ngược với chị, như nước và lửa. Hai đứa giống nhau như đúc, đẹp đến phát sợ, nổi tiếng từ ngày còn mặc áo đầm đi học mẫu giáo, qua các kỳ thi bé khỏe, bé đẹp, hoa hậu nhí. Một đứa mặc đầm vàng, một đứa mặc đầm xanh cho dễ phân biệt. Hai sắc màu ấy trở thành tên thường gọi của chúng, con vàng, con xanh. Con vàng dễ ghét lại ngồi gần tôi, hễ tôi chạm vào cái áo đầm xòe to như cái hoa hướng dương của nó, thế nào cũng bị nó véo. Có cái gì khoe là hắn cướp ngay, nắm đấm chưa chạm vào người, hắn đã bù lu bù loa nằm vạ. Con xanh thì hiền hơn, dẫu vẫn khuôn mặt búp bê giống hệt con vàng, tôi và hắn hay chơi trò nấu ăn, trò vợ chồng. Cơm nấu trong cái nồi đất nhỏ xíu, chưa kịp xới ra những cái chén bằng lá mít, đã bị con vàng ném đá bỏ bể nồi. Con diều cắt dán cả tuần chưa kịp thỏa khao khát trời xanh, đã bị hắn xé toang rồi lấy chân dẫm lên. Tôi nắm áo bắt đền, hắn nắm tóc tôi tru tréo. Tôi gọi chú Tâm, hắn gọi chị Thời. Kết cục mỗi đứa bị đét vào mông một roi mới yên chuyện. Tôi càng lớn, chị Thời càng làm mức Tết ít đi. Bánh hộp, kẹo hộp, mức công nghiệp ê hề ra đó, vừa đẹp vừa rẻ. Chỉ cần một giờ chạy ra chợ là có ngay cái Tết, nên chẳng mấy ai bỏ chục ngày dài để làm như chị ngày ấy. Có làm cũng chẳng mấy ai ăn, mốt mức đã tàn lụi, món mặn và đồ nhắm lên ngôi. Đi nhà nào cũng thấy giò chả, nem tré, thịt nguội, đồ nhắm dưa cay. Tôi đi học xa về, xà vào bếp chị. Ông Táo về trời mấy hôm rồi mà bếp vẫn lạnh tanh. Chị mấy thâu đồ chua trên kệ, chị bảo nhà không cho làm. Bạn con vàng con xanh thì nhấp nháp kẹo sô-cô-la hạt điều. Bạn bố thì thưởng thức đồ nhắm nguội mua sẵn. Mức ế phải đem cho bọn con nít nghèo trong xóm. Không có cái bếp sực nức mùi mức của chị Thời, hương vị Tết đối với tôi bỗng nhạt dần. Tôi bỏ đi chợ Tết với bạn gái. Cô ấy không biết làm mức và cũng không cần biết, chỉ mặc thật đẹp ra phố. Dạo qua hàng mức, bánh nhón nếm vài và chén mỗi thứ một ít. Thế mà hồi nhỏ tôi bảo với chị Thời, lớn lên em chỉ lấy cô nào làm mức ngon như chị. Tết năm nay về nhà tôi lại thấy bếp chị rộn ràng, những trái me dầm đẹp như ngọc chúm xúm xít nhau trong thẩu, những trái quất rim vàng ống gối đầu lên nhau, rồi mức hạt sen đài cát, mức khoai dân dã, mức khế như cô bé lọ lem mà tôi mê mẩn cũng có mặt. Trên lò than âm ỉ nóng lại ba mức rối lòng rối dạ bởi sự hòa quyện màu sắc, hương vị chua cay chua ngọt đắng như đời. Người chị lại sực nức mùi mức ấm nồng hơi lửa, má đỏ hồng,
tóc rối ren. Chị giải thích năm nay có khách xa về ăn Tết, con sanh lấy chồng ở nước ngoài về thăm nhà, sẽ đem theo một ông Việt Kiều về giới thiệu cho con vàng. Vả lại có em và anh Tâm về. Chị nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, ánh mắt đợi mong. Tỉnh giấc mộng tình, chú Tâm cầm cái bằng tốt nghiệp trường sư phạm tình nguyện về nơi cuối đất làm thầy giáo ở đất rừng U Minh. Chú hẹn năm nay về ăn Tết. Con sanh trở về đúng lúc chị Thời vừa hoàn thành món bánh bò mứt. Tôi đứng nhìn chị trộn các loại mứt quất, gừng, cam bí đã cắt mỏng vào chảo đường. Bột đánh nhuyễn trên bếp, sau đó bưng cả chảo trút lên cái mâm rải sẵn bột nếp khô. Lấy tay nắn thành đoàn dài, con sanh lao vào bếp, hôn tới tấp lên đôi má dính bột nếp của chị Thời, rên lên. Em nhớ nhất cái bếp của chị. Nó quay qua hôn tôi, đánh chuột vào trán. Ông chồng Thời thơ ấu, rồi ngắt đại một miếng bánh trên mâm cho vào miệng nhai ngấu nghiến như kẻ đói khát hương nhà. Nó vẫn như ngày nào, đẹp rực rỡ và không cho người khác yên. Con vàng thất vọng vì ông Việt Kiều con sanh dẫn về đã già. Nhưng con sanh bảo chỉ hơn chồng nó 5 tuổi, nhiều lắm là như bài hát. Năm anh 20 em mới sinh ra đời, ngày anh 40 em vừa tròn đôi mươi. Đó là một kẻ tha hương bị lưu đày trong nỗi nhớ quay quắt, trở lại quê nhà thì đúng hơn. Con vàng không hợp gu với ông Việt Kiều đẫm hương đồng nội này. Những bộ áo váy cực kỳ thời trang phô thân thể son trẻ của nó không tác dụng. Vẻ đẹp từng quyến rũ bao hội đồng chấm thi thời trang, sắc đẹp từ bé đến giờ không lọt qua cửa sổ tâm hồn của người đàn ông đang là đối tượng săn đuổi của nó. Ông ta thích lang thang một mình, theo những lối mòn của ký ức để tìm lại thời gian đã mất, hơn là đi nhảy nhót với nó. Ông ta mê mải nhặt những từ cổ lưu sĩ, quê bỏ sừ của các mụ nhà quê, các gánh bún bò, cơm hến, là ngôn ngữ thời thượng của nó. Một lần nghe chị Thời mắng yêu tôi, ăn như thúng lũng khu, ông hớn hở nhặt ngay, như nhặt được cục vàng, cảm ơn chị rối rít, làm chị ngỡ ngàng. Ông bảo hồi nhỏ ông bị mạ, ông mắng như rứa, khi ăn một lần 3 tô cơm hến. Nghe lại nhớ quá, chị Thời mời đi ăn cơm vua ở khách sạn Hương Giang. Ông lại xin ăn một bữa cơm dân tại gia. Chị Thời phụ trách trong bóng tối bữa cơm ấy, để con vàng được là tác giả ngoài ánh sáng. Cá bóng thệ kho tiêu kiểu Huế cứng ngắc, cong vòng, canh rau dền nấu tôm, chột nưa kho, thịt phay chấm tôm chua, kèm chuối chát, vả, khế, rau thơm, trình bày đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và chè khoai tía tráng miệng. Bữa cơm nhà bình thường ấy đem lại kết quả mỹ mãn. Ông Việt Kiều ăn như mở toang cảm giác đón nhận hương vị, ăn chậm chậm như ngậm mà nghe, mùi vị nhung nhớ trào về, rồi thở hắt ra lời khen rất Huế. Rắn mà ngón dê sợ. Ông nhấm đắm say từng ngụm nước chè tươi, thơm nức mùi gừng, và bảo hơn 20 năm rồi, ông mới lại được ăn một bữa cơm đượm khí vị quê nhà như thế. Mẹ con vàng được dịp khoe hắn nấu nướng giỏi, coi bộ chịu chơi vậy chứ nếu cần cũng đảm đang lắm. Còn con vàng bảo chuyện đó đối với hắn dễ dàng như ngồi sơn móng tay. 28 Tết, chú Tâm vẫn chưa về, tôi phải thay chú canh nồi bánh tét. Nhà chị Thời cũng nấu, hai bếp lửa chụm đầu nhau bên rào, cây mai nở rộ toàn thân như tỏa ánh vàng trong bóng đêm, phả một mùi hương nhớ. Chị Thời kể cho tôi nghe hồi bé, chị hay trèo cây lên cây mai, mở to mắt, không chớp để rình coi mai nở. Thế nhưng chẳng bao giờ chị chộp được khoảnh khắc ấy, vì chú Tâm ác lắm, cứ nắm áo kéo chị xuống. Có lần bị té gãy chân phải bó bột, còn chú chuộc lỗi bằng cách cõng chị đi chơi cả tháng.
Chị phụ mẹ làm mứt bán Tết từ thuở 13. Khi mẹ đẻ con xanh, con vàng, chị làm một mình, tay sứt sẹo, nứt ra vì gọt me gọt quất. Chú Tâm thấy tội hay qua gọt giùm. Chú gọt me giỏi vì thế. Chị ngồi bó gối, giấu ánh mắt trong ngọn lửa bập bùng, gương mặt buồn và kiêu hãnh có phần héo hon bởi năm tháng. Mái tóc để dài lại gói trong chiếc kẹp cứng ngắc. Tôi lục tung đống sách cũ tìm chiếc nhơ nơ nhung đen bị dán gặm lỗ chỗ đưa cho chị. Chị cài lên tóc, cười mà mắt như có nước. Chú Tâm về vào chiều 30 Tết. Nghe tiếng reo mừng chú bên kia rào, chị thời luống cuống suýt đổ cả nồi chè đậu xanh đánh nấu cúng giao thừa. Mặt chị tái đi nhưng đôi mắt ngời ngợi một niềm vui không tả nổi. Xôn xao chảy tràn trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh của chị. Môi chị run run nửa cười nửa mếu. Dưới thứ ánh sáng kỳ diệu của tình yêu mãnh liệt mà câm nín ấy, trông chị đẹp lạ lùng. Tôi và chị chạy ào ra cửa bếp. Chị nhìn sững chú Tâm, còn tôi nhìn sững một bóng người đứng dưới cội hoàng mai. Đó là bóng một cô gái. Trái tim tôi bỗng thắt lại bởi một linh cảm vừa ào tới. Tôi quay lại nhìn chị thời như cố khắc ghi thoáng hạnh phúc mong manh rờ rỡ trên mặt chị trước khi nó liệm tắt. Mứt của chị thời năm nay không ế, chị bỏ bùa trong những món mứt khiến ông Việt Kiều quanh quẩn mãi bên con vàng, nhấm nháp mứt với nước trà. Hắn khoe cá sắp cắn câu vì ổng tưởng hắn làm. Ông khen món ăn nhà nó đậm hương vị quê hương, có mùi văn hóa, ăn ngậm mà nghe, kiểu này lấy ổng tao phải đem theo bà lạc thời. Con vàng cười, nội rửa ông biệt mi không nậu được nước sôi thì mân răng. Dê ợt, quá đỏ nếu không hợp thì lý gì, khỏi ngươi như rửa, có chệt ái mố. Tôi ngắm đôi môi tô son tím liệm mốt Hàn Quốc của nó, đang dẫu ra và không hiểu tại sao nó lại là em ruột của chị thời. Ông Việt Kiều chính thức ngỏ lời với nhà chị thời, nhưng không phải cưới xin con vàng mà là cưới chị thời. Đúng là một quả bom nổ, mẹ chị ngồi sững sờ không biết nói thế nào. Con nào cũng là con vàng há hốc miệng rồi nanh nọc. Tấn thời không ưa, lại ưa lạc thời. Giặt nhau về thế kỷ 19 mà sống, túi đi lại trong Hồng Kông. Nó nguyết ông Việt Kiều cổ lỗ sĩ một cái, tưởng như cắt ông ta làm mấy mảnh, rồi rú xe ra khỏi cổng, chấm dứt những ngày đóng vai yểu niệu thục nữ, công dung ngôn hạnh. Tôi không ngạc nhiên, tôi không tin một người sâu sắc, nặng với kỷ niệm và quá khứ như ông Việt Kiều lại chọn một tạo vật xinh đẹp phù phiếm như con vàng, thay vì một người lặng hơn nước, thấp hơn cỏ, nhưng sức sống tâm hồn vẫn trào dâng ngay cả khi ngồi im lặng. Chị thời không nhận lời cầu hôn, lại được xem là quả bom nổ thứ hai trong vòng một ngày. Không đẹp, lớn tuổi, coi như thuộc loại ế, thế mà chị lại từ chối không luyến tiếc, kể cả chú Tâm cũng khuyên vào. Chị ngồi im, lặng lẽ ngó qua bên kia hàng rào chè tàu, nơi trước kia chú Tâm thường thờ thẫn, đi lui, đi tới, lẩm bẩm mấy câu thơ. Tình thơ dài ai ngờ sâu nặng rửa, năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở, mai cho dù tóc trắng với ngàn lau. Nắng hoàng mai vừa tắt, chú Tâm đã bàn chuyện hôn nhân của chú. Cô kia cũng dạy học, mồ côi, neo đơn nên cưới hỏi một lần cho tiện, sau đó dắt nhau vào lập nghiệp ở quê người. Chú bảo trong đó dân tình ấm áp, đơn giản, dễ sống lắm, chú đã tìm lại niềm bình an. Mấy mâm cỗ cưới chú trông cậy vào đôi tay khéo léo đảm đang của chị dâu, tức là mẹ tôi, và cô bạn thân từ thuở thơ ấu, tức là chị thời. Chị nhận lời và bắt tay vào việc chuẩn bị. Tôi hay xót xa nhìn trộm chị, nhưng chỉ gặp một chị thời lặng lẽ, khép kín, không thể thấm qua.
Ngày cưới càng kề, chị càng bận rộn như thể đám cưới của chị. Ánh đèn trong bếp vẫn đỏ cho đến nửa đêm. Chị thức làm bánh gato, bánh phu thê. Thấy chị ngồi tỉ mỉ dưa chua, tôi bỗng cáu. Kề họ đi ngủ cho khỏe. Khi mố em cưỡi vợ, chị còn thức khuya hơn nữa. Em không khiển, dọn nhà hàng, đã rửa con hành người ta. Em ơi, chị làm việc luống tay để khỏi nghi ngờ trong đầu. Chị cười ngu ngơ rồi lại cắm cúi tỉa dưa. Chẳng biết làm gì, tôi xúm vào giúp chị cho mau xong việc. Chị vẫn tỉ mỉ như ngày nào làm dưa món. Tôi chợt thấy trên tay chị rơi xuống những chiếc lá mất cuốn, thiếu răng cưa, thuôn thuôn hình giọt lệ, những giọt lệ đu đủ đẹp như ngọc, những giọt lệ cà rốt hồng tươi như máu. Tôi nhận ra chị Thời đang khóc. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe truyện ngắn Hình Giọt Lệ của Quế Hương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 5:30 sáng và 19:00 trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 19:00 trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.